Giống như chỗ anh nè, anh chỉ xài một thau học trò giai đoạn núi nhỏ thôi, cái bắt đầu anh thấy cái dàn lúa anh nó quá đẹp đi, nó nở bụi mạnh nè, một thau học trò á, ra rễ mạnh nè, gọi dàn lúa nó đều, cái từ đó là anh xài hết quy trình rồi mà con. Cái miếng lúa của em 18 này thì bữa nay là được 19 ngày nha mà con. Ảnh chia nhỏ cái đợt phân đầu ra làm hai. Đợt đầu ngó ok, cái đợt 12 ngày là đưa thêm DB vô 6 DB, và kết hợp là 8 UG nha mà con. Hôm nay là cái miếng lúa OM18 này là được 1 tháng nha mà con, tròn 1 tháng. Bữa nay mà con thấy dàn lúa khác biệt hoàn toàn không? Đối với miếng lúa này thì có thể là ở lối tầm khoảng là 40-42 ngày là có đồng nha mà con. Bữa nay thì lúa bắt đầu là xo lá từ từ rồi nè. Ở trên toàn miếng ruộng hiện tại giải phân nuôi chòi là ở thời điểm là lúa 22 ngày bà con. Xin chào bà con, chào bà con đến với kênh làm nông cùng iFarm. Quá đẹp không bà con, ở phía sau lưng nè. Đối với cái miếng lúa mà lưng chuẩn bị quay cho bà con xem là OM18 nha bà con, ở khu vực của Ba Sao, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ở đây thì bà con làm vụ đông xuân khá là sớm, cắt trước Tết. Giá lúa hiện tại thì cũng như mơ luôn, còn rất là cao. Mũi hành, rồi quản lý sâu bệnh hại ở cái vụ đông xuân này, những cái vấn đề bà con cần phải lưu ý, từ lượng giống, phân, phun xịt cái gì, ở giai đoạn nào, sâu bệnh hại, và những cái vấn đề gì bà con cần phải lưu ý, lưu tâm cho cái năng suất cái dàn lúa mình ổn định. Giá lúa so với lúc trước 4.000-5.000 ký, cho bà con mình có thu nhập cao, ăn Tết lớn. Đây phía sau lưng nè, rất là đẹp luôn. Lưng có chèn ở bên góc trái màn hình, cái dàn lúa ở thời điểm mà lúa nhỏ nè, rồi ở thời điểm mà lúa lớn, rồi hiện tại là thời điểm là lúa chỗ đều. Công thức phân lưng để bên góc trái màn hình luôn, bà con mình có thể là tham khảo. Đối với cái miếng lúa OM18 này nè bà con, xả lượng giống 20 kg, tại vì đầu vụ còn mưa, nhưng mà nó lên á thì còn tầm khoảng chắc 18 kg bà con. Cái công thức cái dàn lúa này nè là lưng cho rải là chia nhỏ đợt phân đầu, rồi mình kết hợp là chen NPK với UG ở giai đoạn mà lúa nuôi chòi. Đến thời điểm lúa đông đồng, lúa quá sung, đó, lưng cho kết hợp tiếp tục là UG, NPK 20-15 và kết hợp với Kali. Rải đông đồng 4 kg đạm, 8 kg 20-15 và kết hợp là 5 kg Kali, tổng là 17 kg công lớn xong. Và hiện tại cái dàn lúa bà con thấy như mơ không? Đối với cái vụ đông xuân này, bà con mình nên cho cái chòi nó phát triển sớm. Bởi vì cái chòi nó phát triển sớm thì nó cũng vượt mũi hành, nó cũng dễ hơn bà con. Là sao đục thân cũng như là mũi hành đó là hai cái đối tượng là rất là nguy hiểm. Hai cái đối tượng chính luôn cho cái vụ đông xuân này bà con cần phải lưu ý. Đặc biệt là những bà con xạ thưa. Thưa kích ga 5 chòi 7 chòi mà bây giờ năng hết 3 chòi rồi, thì sau này cái dàn bông bà con lên rất là thưa, không có ngon. Đó là vấn đề bà con xạ thưa cần lưu ý. Còn thường lưng nói á, bà con có thể là xạ lượng giống là 17 cho tới 20 nếu mà cái thời tiết nó thuận, và tùy cái khu vực của bà con dịch hại gì, ví dụ ốc, ví dụ chuột, hoặc là cái ruộng nó không có đều, cái ruộng nó không có bằng, thường nó bị nhận nước chết, thì bà con có thể là xạ để mà trừ hao. Đó là về cái lượng giống. Rồi cái bài phân á, dù lúa dày lúa thưa, bà con đều chia cái đợt phân đầu qua làm hai được bình thường nha. Chứ không có nhất thiết là lúa thưa mới chia đợt phân đầu. Tại vì á, mình chia đợt phân đầu qua làm hai á, mình mòi. Rồi đến thời điểm mà lúa 20 mấy ngày á, mình giật phân xuống để mà tránh cái việc của rủi ro của sâu bệnh. Tránh cái rủi ro là của sụp mặt. Chứ một lần gãi 12, cái lần nuôi chòi gãi 15 kg, mà bây giờ lỡ tay gãi 15 rồi, bây giờ lúa nó bắt phân nó quá trời tốt luôn rồi, thì không có cách nào để cho bà con mình lấy phân lại được hết. Lỡ gãy rồi, lưng quản lý mũi hành và đậu ôn iFarm nè. Mũi hành và sâu đục thân là lưng cho kết hợp là cái dơ vàng nha bà con. Đối với cái cây lúa của mình 100 ngày thì khi mà nó đủ 5 cho tới 6 lá trong khoảng đó, đủ không gian, đủ dinh dưỡng, nó sẽ nở chòi. Nếu mà ở giai đoạn lúa bà con á để chòi mà nó rơi vào cái giai đoạn là chăng sáng và nước lớn cuối tháng á, thì bà con có thể là tiến hành là sử dụng cái dơ vàng 1 hecta 2 chai, giống như nền đất của anh, dàn lúa của anh 1 hecta xịt 2 chai ở cái giai đoạn là lúa 14 ngày nè, kèm chung với mập thân mập chòi luôn nè bà con.
Rồi đến cái giai đoạn là lúa 25 cho tới 27 ngày, cái dàn lúa này Lưng sẽ cho kết hợp là cái đạo ôn của iFarm và dưa vàng xịt lại một lần nữa. Là coi coi có chăng sáng không? Coi coi có nước lớn cuối tháng không? Mà ngay giai đoạn mà lúa của mình nó đang có chồi thì bà con mình nên giết lầm hơn bỏ sót, phun phòng. Chứ mình đâu có biết là muỗi hành nó có trên ruộng mình hay không. Rồi mình xịt xong một tuần sau nó quay lại nó đẻ, nó gây hại dàn lúa của bà con. Rồi sao mà mình biết được? Mình cho cái chồi mà cái cây lúa của mình nó ra sớm á, nó được nhiều cái lợi lắm bà con. Tại vì cái chồi của mình nó đã to rồi, nó đã khỏe rồi á, thì muỗi hành nó khó chui vô lắm. Mình sẽ vượt ngưỡng được, vượt ngưỡng rất là tốt. Rồi á, đục thân ở giai đoạn mà lúa 25 cho tới 40 ngày là ở giai đoạn đó đó, đục thân nó mới phát triển mạnh bà con. Khi mà cái dàn lúa bà con nó đủ chồi hữu hiệu thì đục thân nó mới phát triển mạnh ở giai đoạn đó. Thì mình sẽ tiến hành mình xịt bà con. Rồi đến giai đoạn nón đồng nè, dưa vàng quay lại một cử nữa. Rồi châu vàng là quản lý là đạo ôn, đốm vàng, quy phẩn. Rồi quay lại mập thân mập chồi là xịt giai đoạn đồng. Dàn lúa bóng đẹp ghê không bà con. Và Lương Siêu nói thêm, cái dàn đối với cái nền đất của anh ở cái khu vực này nè, đất rất là tốt. Và bên cạnh đó là đạo ôn cũng mạnh nữa. Cái thế cái dàn lúa của anh đó, ở khu vực này nè bị đạo ôn, nên là Lương cho kết hợp lụ ghê và NPK bà con, để cho cái thân nó dày hơn. Chứ nếu mà ôm phân đơn á, mà nó bắt phân á, nó chịu sụp á, là bà con xịt rất là khó. Mà một cái dàn lúa thưa nữa, nó bắt phân á, cái chồi cái cây nó rất là to, mà nó phải dồn lực nó đẻ, mà bây giờ quay lại sụp mặt là rất là dễ bị chết chồi bà con. Nên là Lương cho kết hợp lụ ghê NPK nè. Còn những dàn lúa bà con tới thời điểm mà 25 ngày á, mà lúa bà con nó quá sung, nó đủ chồi rồi á, thì bà con mình đừng nên bỏ luôn, bỏ hẳn đạm dùm cho Lương đi. Tại vì trước đó đó bà con chia nhỏ cái đầu phân đầu ra, bà con gãi cái lượng đạm mình rất là cao rồi. Nếu mà tới thời điểm 25 á mà lúa bà con dày rồi, cứ ôm dùm cho Lưng 20-15 gãi thôi. Còn mà đến thời điểm 25 á mà lúa mình nó hơi quạt lá thì 20-15 kết hợp với kali. 8 kg 20-15 với 2 kg kali là đảm bảo dàn lúa bà con tuyệt đẹp. Đó là những cái giải pháp phân đó mà bà con có thể là tham khảo. Rồi đón đồng cũng vậy nữa. Một cái dàn đất tốt á mà bà con ôm đạm mà con gãi quá nhiều, nó cũng rất là dễ bị gãy có bông, nó rất là dễ bị dàn lá chín sớm, và nó rất là dễ xảy ra tình trạng đổ ngã nữa bà con. Nên là Lương sẽ đánh tổng thể UG, NPK và kali. Và đây là kết quả bà con mình có thể là đánh giá dùng cho Lương. Hết hồn của dàn bông không? Ở thời điểm mà lúa mấp á, cái dàn lúa này vẫn còn đau ôm với dàn lá chân đó bà con. Là Lương cho kết hợp một cử kẽm 700 với một cử đau ôm nè, để mà xịt giai đoạn bắp nè. Rồi chỗ sẹt là vẫn xịt bình thường, giống như nhiều bà con khác. Chỗ sẹt, chỗ điều, công chế me, nó vẫn xịt giống như nhiều bà con khác. Nhưng mà cái quy trình của iFarm ở cái vụ đông xuân này nè, chỗ sẹt là xịt rồi đó bà con. Xịt trước đây nè là sông mã nè, kẽm 700 nè, rồi là capula, ba loại. Rồi đến giai đoạn lúa chỗ điều là capula, phẫn tớp và kết hợp cái gói điều hòa ảnh trưởng, cái gói mà gáp lúa nè bà con. Rồi đến cử công với me tới nè, sông mã, đậu ôn iFarm, Gabasito là tuyệt vời. Dự trù thêm một cử đỏ đuôi ở giai đoạn lúa 85 ngày, dự trù thôi. Xịt công với me xong một tuần sau ra thăm, nếu mà lúa đẹp rồi thì thôi không xịt nữa nha bà con. Đỏ đuôi chỉ là một cử dự trù thôi. Nó dàn lúa này xạ 20 kg mình trừ hao nè, mà bây giờ nó lên có khoảng chừng 17 kg à. Mình phải cho cái bông nó hơi khá thì nó mới kéo lại cái năng suất, và cho cái năng suất đỉnh điểm của vụ đông xuân. Mình phải so với những bà con xung quanh nè. Mình phải coi cái kỹ thuật là đi phân. Đi phân lệch là phải sửa phân nè. Giống bình thường mình xạ tới cát nó thưa nè, nâng giống lên. Công thức phân bình thường gãi trễ nó không ngon, thì bây giờ gãi sớm. Đó, mọi cái thay đổi nó sẽ quyết định đến kết quả bà con. Chứ bình thường á, là bà con nói rồi, xạ dày ăn chét ăn gom. Đây 20 kg nè, mà bị mưa. Bây giờ nó còn 18 nè, đúng ý mình rồi. Nó công dặm cái không có bao nhiêu ngày, mấy chục công mà giảm khoảng chừng 2 ngày là xong. Rồi phân cũng vậy luôn, 40 mấy ký chưa được 50 ký phân là rồi. Rồi phun xịt, tại vì nó cái phân á bà con gớt xuống á, nó sẽ quyết định đến cái lượng thuốc bà con xịt nữa. Cái dàn lúa mình bây giờ nó quá khủng khiếp rồi, nó đẹp như mơ rồi, thì bắt buộc là phải ôm thuốc xịt, đúng không? Chứ đâu phải tự đương không mà làm một cái dàn lúa khủng khiếp đó, một cái dàn lúa mình qua hậu thì bắt buộc phải bảo vệ. Đó là cái quy luật thôi, chứ không phải là dàn lúa đẹp mà bây giờ xịt lớt lớt là rồi,
mà giao cho trời cho đất, à mong vàng lúa nó 1 tấn, 1 tấn mấy không bao giờ có nha bà con. Cái nào cũng có cái giá của nó hết. Và đối với lưng cũng vậy nè, đâu phải tự đương không á, mà bà con thử đi, điện cho nhiều công ty khác luôn chứ không phải là điện cho iFarm không. Bà con thử nhờ người ta tư vấn bà con công thức phân thử coi. Bà con làm ơn nhờ người ta, nhờ nhân viên của những công ty khác đó, tư vấn cho bà con công thức phân để cho bà con làm. Còn đối với lưng là phải đi song song, phân thuốc. Điện cho lưng để mà lưng hỗ trợ công thức phân. Có xài không xài cũng được hết. Rồi cái quy trình iFarm nếu mà bà con tin tưởng. Hôm nay Lương đăng rất là nhiều video đó bà con, về OM18 nè, về đề thêm 8 nè. Bà con có thấy không? Hạ lúa nhỏ là hầu như dàn cây nó rất là bằng bà con. Tại vì cái phơm ở giai đoạn lúa nhỏ là nó quyết định cái dàn bông sau này. Đó, bằng hớn gì hết nè. Dàn bông nó một mực một hết. Thì cái độ điều bông mình có lắm. Tại vì cái quy tắc năng suất á, 70-80% nó quyết định vào cái số lượng bông của bà con á. Phun xịt là để bảo vệ năng suất thôi. Thí dụ cái ông đó làm hay, xịt đúng thời điểm, chọn đúng cái loại thuốc, thì xịt cái tỷ lệ lem lép á, nó thấp nhất, nó khoảng chừng 1-2% thôi. Rồi theo mùa vụ nữa, theo thời tiết nữa, cái tỷ lệ lem lép á bà con. Để mà bảo vệ năng suất này nè, nó vào lúa này mình đánh cả tấn nè, phun xịt nó đẹp, thì mình lấy được hết 1 tấn, vậy thôi. Thường Lương đi Lương làm cái quan điểm của Lương á, Lương thấy nhiều nhất có thể công thức phân đó nó hay, nó được áp dụng nhiều nhất có thể, thì Lương sẽ chia sẻ lại cho bà con.